giờ mình sẽ làm lại câu này thử nhé. 2, 3. Bởi vì đây là sử dụng mỗi con hai thôi, nên là mình qua xe để đây mình để chống là chống vừa cái tay thôi, đừng có chống mà chống đừng cách quá, nên là nó sẽ căng cái phần chỗ này lên.